Ngày 17 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức lễ khởi động dự án mua sắm và triển khai giải pháp phần mềm hệ thống quản lý thu hồi và xử lý nợ tại Vietinbank với liên doanh công ty cổ phần hệ thống công nghệ ETC và công ty HEB. Tới dự buổi lễ về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc, bà Lê Anh Hà, Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro cùng các thành viên ban dự án. Về phía liên danh ETC, HEB có ông Phạm Tiến Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ETC, ông Hirozuki Yagi, Phó Tổng Giám đốc HEB cùng các ông bà trong Hội đồng Quản trị, Ban điều hành của liên danh hai công ty. Trong những năm qua, Vietinbank đã xây dựng lộ trình, tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược hiện đại hóa công nghệ thông tin nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro và hỗ trợ đắc lực công tác quản trị. Vietinbank đã tập trung nguồn lực đầu tư các dự án công nghệ hiện đại như hệ thống khởi tạo khoản vay LOS, hệ thống Core Banking. Việc đầu tư hệ thống quản lý thu hồi, xử lý nợ hiện đại và toàn diện, hỗ trợ quản lý tín dụng trong khâu cuối cùng của quy trình khép kín, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi và xử lý nợ, đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng và hoạt động phát sinh được Vietinbank đánh giá là rất cần thiết. Thông qua quá trình đấu thầu quốc tế rộng rãi, Vietinbank đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là liên danh ETC, HEB, nhà thầu có uy tín và danh tiếng trong triển khai hệ thống quản lý thu hồi và xử lý nợ tại khu vực Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Quỳnh Lân tin tưởng rằng liên danh ETC, HEB sẽ hỗ trợ Vietinbank xây dựng thành công hệ thống quản lý thu hồi và xử lý nợ là nền tảng để Vietinbank tiếp tục phát triển và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.